Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là Giáo Huấn Vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Giang Capua theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Bo kêu gọi đối thoại tại hội nghị ban Lon thế kỷ 21 ở Myanmar. Myanmar. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 tới đây, phiên thứ tư của hội nghị Panlon thế kỷ 21 tại Napitau sẽ diễn ra. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Tổng giáo mục Yangon, kêu gọi sự thống nhất quốc gia nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột giữa các dân tộc trong nước. Theo tường thuật của hãng tin UCA, hôm ngày 11 tháng 8 năm 2020, Đức Hồng Y Bo đã tuyên bố, không có cách nào khác hơn là đối thoại, đối thoại bắt nguồn từ những con tim và khối óc rộng mở, từ sự say mê sự thật, không có sự thật, xã hội sẽ tan rã. Hội nghị đã đưa tất cả các nhóm dân tộc có vũ trang lên bàn đàm phán, ngoại trừ quân đội Arakan bị coi là tổ chức khủng bố. Đây là vòng đàm phán hòa bình cuối cùng dưới thời chính phủ của bà Aung San Suu Kyi trước cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 sắp tới. Đức Hồng Y Bo nhắc lại cái nhìn của các vị tử đạo Myanmar, các anh hùng độc lập của đất nước. Trong đó có tướng Ung San, những người mơ về một quốc gia thống nhất mới, sau thực dân Anh và sự xâm lược của Nhật Bản, Đức Hồng Y khẳng định, tầm nhìn của các vị là xây dựng trên những khác biệt quan trọng và sự phong phú của chúng ta, và do đó hình thành một dân tộc tự hào và hợp nhất. Đức Hồng Y nói thêm, Chúng ta tôn vinh những hy sinh của họ, khiêm tốn dấn thân vì một dân tộc hiệp nhất. Đức Hồng Y giải thích rằng việc tàn sát tàn nhẫn các vị tử đạo cách đây 73 năm, ngày 19 tháng 7 năm 1947, đánh dấu sự khởi đầu của nhiều thập kỷ chia rẽ, xung đột và tâm tối cho người dân Myanmar. Đức Hồng Y chỉ rõ, hành động phản đội đó đã mở ra một kỷ nguyên tan thương với việc anh chị em chống đối nhau một cách không cần thiết giờ đây những nhân vật chính của cuộc đàm phán hòa bình có cơ hội thay đổi lịch sử chết chóc và đau khổ này đi theo con đường dân chủ xây dựng một nhà nước liên bang với một chính phủ biết quan tâm đến tất cả công dân từ bỏ các giải pháp quân đội vì phản tác dụng và thúc đẩy sự hợp tác văn minh và sự tinh tế đức giám mục giang gon giải thích rằng một quân đội là đủ cho bất kỳ quốc gia nào một quân đội hoạt động vì công lý và hòa bình một quân đội bao gồm tất cả các nhóm dân tộc không có bất kỳ sự phân biệt nào và quân đội này dần dần phải thuộc quyền của một tổng thống được bầu cử dân chủ. Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC khẳng định, một nhà nước có quyền tự trang bị vũ khí và sử dụng các lực lượng vũ trang để bảo vệ, nhưng vũ khí mạnh nhất của nền dân chủ là hòa giải và công lý, những công cụ có ảnh hưởng, thể hiện sự tôn trọng đối với dân chúng, cung cấp các mạng lưới an toàn ngay cả cho người nghèo nhất. Đức Hồng y kết luận Myanmar sẽ có thể khẳng định vị trí của mình ở châu Á cũng như trên thế giới và tiến gần hơn đến hòa bình. Hòa bình là có thể, hòa bình có nghĩa là phát triển, hòa bình là số phận của chúng ta. Các giám mục Nam Phi kêu gọi người dân đăng ký khai sinh cho trẻ em. Nam Phi, ngày 10 tháng 8, châu Phi cử hành ngày đăng ký hộ tịch và thống kê được thành lập vào năm 2017. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Buti Tihangale phụ trách về người di cư và tị nạn của Hội đồng Giám mục đã cho phổ biến một lưu ý, mời gọi các quốc gia xác minh việc đăng ký phổ cập khai sinh chính xác và độc lập với quốc tịch hoặc địa vị pháp lý cha mẹ của trẻ em. Nước Tổng Giám mục cho biết, ở nhiều nước châu Phi, việc đăng ký khai sinh không phải là một thực hành phổ biến. Ngài trích dẫn báo cáo của UNICEF năm 2019 rằng, 166 triệu trẻ em dưới 5 tuổi không được đăng ký tại thời điểm mới sinh, 87% trong số đó sống ở Nam Á và châu Phi cận Sahara. Đây là một thực tế đáng lo ngại, bởi vì nó khiến cho trẻ vị thành niên có nguy cơ bị xem như không có mặt trên đời này và dễ bị tổn thương, bị mất đi quyền trước pháp luật do thiếu giấy tờ. Theo Đức Tổng giáo Mục, quyền này phải được bảo vệ và thúc đẩy một cách mạnh mẽ vì nó bảo vệ nguyên tắc cơ bản của phẩm giá con người. Tiếp theo nhìn vào bối cảnh của Nam Phi, Đức Tổng giáo Mục bày tỏ sự lo ngại vì mặc dù hiến pháp cho phép tất cả các trẻ em được đến trường, nhưng nhiều học sinh trong nước vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận giáo dục tiểu học do thiếu giấy tờ, một tình trạng rất thường xuyên xảy ra ở trẻ em di cư và tị nạn. Vì lý do này, Giáo hội Nam Phi mời gọi tất cả các quốc gia xác minh việc đăng ký phổ cập chính xác về việc khai sinh, bất kể quốc tịch hoặc tình trạng pháp lý của cha mẹ của trẻ vị thành niên. Đức Tổng giáo Mục nhắc lại, không thể từ chối trẻ em được tiếp cận với giáo dục, bởi vì đây là một phần không thể thiếu cho sự phát triển của con người. Hơn nữa, đây là mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp cho mọi người tư cách pháp nhân nhằm thúc đẩy phát triển đầy đủ. Đức tổng giám mục kết thúc với lời kêu gọi các tiểu bang và chính phủ tăng cường năng lực của hệ thống đăng ký dân sự để bảo đảm không ai bị loại trừ khỏi quyền tiếp cận các quyền cơ bản. Bệnh viện nhi đồng Benino Jesus gia tăng hoạt động nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe. Roma, trong năm 2019, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và các công trình nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của Tòa Thánh tiếp tục gia tăng. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, Bệnh viện của Tòa Thánh đã cho công bố phúc trình trong năm 2019, năm kỷ niệm 150 năm thành lập. Một ngày sau khi công bố, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho cặp song sinh của Trung Phi được Bệnh viện mổ tách rời thành công trong một ca phẫu thuật phức tạp, tách sọ và não trong những ngày gần đây. Bà Mariela Enoch, giám đốc bệnh viện nói, nỗ lực hàng ngày của chúng tôi là đảm bảo sự bền vững kinh tế của công trình nghiên cứu và chăm sóc đặc biệt này không bao giờ theo đuổi luận lý lợi nhuận. Bà nói thêm, cũng bởi vì trong năm 2020, chúng tôi sẽ phải đối phó với những tác động kinh tế tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt là do sự thu hẹp hoạt động tổng thể và các hành động chống lại tình trạng khẩn cấp đã trở nên cần thiết. Trong năm qua, Bệnh viện Nhi đồng Bemino Yesu đã ghi nhận một sự gia tăng về số lượng các trường hợp được xử lý và tính phức tạp của chúng. Với 29.000 ca nhập viện, 30% trong số đó đến từ bên ngoài khu vực Lazio, 32.000 ca phẫu thuật được thực hiện và lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2 triệu lượt khám ngoại trú, tăng 10% so với năm trước. Số bệnh nhân đến từ nước ngoài ngày càng tăng, năm 2019 có 836 ca, 1,6% đến từ hơn 100 quốc gia. Sự gia tăng đó cũng được ghi nhận ở khoa cấp cứu 5%. Gần 90.000 ở hai địa điểm Janicolo và Palidoro có 385 ca chuyên chở cấp cứu sơ sinh, trung bình hơn 1 ca mỗi ngày, với 89 ca được thực hiện qua bãi đậu trực thăng Vatican. Về việc đón tiếp dành cho các gia đình của bệnh nhân, trong năm 2019, bệnh viện đã cho gia đình các em được tá túc miễn phí, tổng cộng là 120.000 đêm. Ngoài ra, tổng số ca cấy ghép nội tạc, tế bào và mô cũng đang gia tăng, có 342 ca. Cũng trong năm 2019, trụ sở mới được làm lại tại Viale Badeli đã được khánh thành với 80 cuộc tư vấn dành riêng cho các bệnh hiếm gặp, chẩn đoán trước khi sinh, tim mạch thai nhi và các bệnh khác. Về hoạt động khoa học, năm 2019 ghi nhận sự gia tăng đáng kể, tăng 17% trong các dự án nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng. Các nhà nghiên cứu nước ngoài cộng tác với bệnh viện đến từ 114 quốc gia. Các khoản tài trợ nghiên cứu trong năm 2019 tổng cộng là 23,6 triệu euro. Trong năm 2019, hơn 28.000 giờ đào tạo đã được thực hiện cho nhân viên y tế và các nhân viên khác. Các sáng kiến liên đới ở nước ngoài tiếp tục được thực hiện với các dự án hợp tác nhân đạo ở 12 quốc gia, tổng số 22 dự án. Năm 2019 là năm khánh thành trung tâm dành cho trẻ em suy dinh dưỡng do Đức Thánh Cha đề nghị ở Bangu, thủ đô của Trung Phi. Bắt đầu ngày hành hương quốc gia Pháp tại Lộ Đức Lộ Đức, từ ngày 12 tháng 8, ngày hành hương quốc gia Pháp bắt đầu diễn ra tại Lộ Đức với các sự kiện phong phú, Tuy nhiên, do tác động của đại dịch, Trung tâm Hành hương Lộ Đức chỉ có thể đón một số lượng giới hạn khách hành hương. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh sẽ chủ sự thánh lễ Đức Mẹ lên trời vào ngày 15 tháng 8 cùng với các tín hữu. Cuộc hành hương quốc gia lần thứ 147 này sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Chủ đề của lần hành hương này là đi đến nguồn tình yêu. Trái với số lượng của các đoàn hành hương hàng năm, năm nay do đại dịch chỉ có một số người đại diện các tín hữu và những người đau ốm không thể tham gia. Hội đồng giám mục Pháp cho biết, những người đại diện này cũng sẽ có nhiệm vụ trợ giúp mọi người tại chỗ. Mặc dù các biện pháp an toàn được áp đặt để tránh sự lây lan virus corona và một số lượng nhỏ người tham gia, nhưng các chương trình truyền thống vẫn diễn ra, bao gồm các cửa hành phụng vụ, đọc kinh mân côi, các cuộc rước, các chứng từ và các buổi nói chuyện về kinh thánh, xã hội và thiên liêng, các buổi canh thức và cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ và các buổi hòa nhạc trong cuộc hành hương sẽ có một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, đó là các hồ nước sẽ được mở lại. Tuy nhiên vẫn chưa được phép tắm trong hồ, nhưng khách hành hương có thể đi quanh hồ nước và với sự trợ giúp của các tình nguyện viên có thể lấy một ít nước để uống hoặc rửa. Cha Nicola, giám đốc trung tâm hành hương nói rằng, như Đức Mẹ đã cho Thánh Benedict có một kinh nghiệm đẹp, chúng tôi cũng muốn cho các tín hữu hiện diện cảm nhận được một kinh nghiệm đẹp như thế. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. Cha Nicola nói, sự hiện diện của Đức Hồng Y khích lệ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Sự hiện diện của Ngài cũng mang lại cho chúng ta sự gần gũi của Đức Thánh Cha yêu quý. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gặp đức giáo hoàng. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư ngày 12 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ. Buổi tiếp kiến diễn ra tại thư viện dinh tông tòa và được phát trực tuyến cho các tín hữu tham dự. Thay vì bài giáo lý như thường lệ, Đức Thánh Cha có những suy tư về đại dịch Covid-19. Đây là bài thứ hai trong loạt bài suy tư của Ngài về đại dịch. Mở đầu bài suy tư, Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, trận đại dịch này cho thấy tất cả chúng ta dễ bị tổn thương và có liên đới với nhau như thế nào. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau, khởi đi từ những người rốt hết, tức là từ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, bao gồm các thụ tạo khác, thì chúng ta không thể chữa lành được thế giới này chúng ta phải tuyên dương sự cống hiến của rất nhiều người trong những tháng vừa qua đã và đang minh chứng cho một tình yêu đầy tính nhân văn và kỳ tô giáo dành cho nhân loại họ đã dấn thân phục vụ các bệnh nhân cho dầu sức khỏe của họ có nguy cơ bị đe dọa tuy nhiên virus corona không chỉ là một căn bệnh mà chúng ta phải chiến đấu nhưng ngang qua đại dịch này nhiều bệnh lý xã hội đã được phơi bày ra ánh sáng một trong số đó là cái nhìn méo mó về con người tức là một cái nhìn phớt lờ đi phẩm giá và đặc tính tương quan của con người. Đôi khi chúng ta nhìn tha nhân giống như một đồ vật, tức là để sử dụng hoặc bị vứt bỏ. Nhưng thực tế, chính cách nhìn này đã khiến cho chúng ta ra mù lòa và tạo nên một thứ văn hóa bài trừ mang tính cá nhân và gây hấn, biến con người thành một thứ hàng hóa tiêu dùng. Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn con người bằng một cách thức khác. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải như các đồ vật, nhưng như những con người được yêu thương và có khả năng để yêu, tức là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đã ban cho ta một phẩm giá độc nhất, mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Ngài và với anh chị em chúng ta, trong khi tôn trọng tất cả tạo vật. Trong mối hiệp thông này, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng sinh sôi và bảo vệ sự sống, khả năng lao tác và chăm sóc trái đất. Tin mừng cho chúng ta một ví dụ điển hình về cái nhìn mang tính chủ nghĩa cá nhân khi thân mẫu của hai môn đệ Giacobbe và Gioan đến xin Đức Giêsu đặt ân cho con của mình. Bà mong muốn cho hai con của bà được ngồi bên tả và bên hữu của vị Tân Vương. Nhưng Đức Giêsu đã đề nghị một cách nhìn khác, đó là cách nhìn của sự phục vụ và dâng hiến chính mạng sống của mình vì tha nhân. Đức Giêsu khẳng định lối nhìn này bằng cách ngay sau đó Ngài đã làm sáng mắt hai người mù và khiến họ trở thành môn đệ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt để biết quan tâm đến những anh chị em mình đặc biệt là những ai đang đau khổ. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta không mong muốn mình trở thành những người thờ ơ, nặng tính cá nhân chủ nghĩa. Nhưng chúng ta muốn nhận ra phẩm giá con người nơi mỗi nhân vị, cho dù họ thuộc chủng tộc, ngôn ngữ và hoàn cảnh nào. Công đồng Vaticano II nhấn mạnh rằng phẩm giá này là bất khả xâm phạm bởi vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Như thế, phẩm giá con người là nền tảng của mọi đời sống xã hội và quyết định những nguyên tắc hoạt động của xã hội đó trong văn hóa hiện đại tham chiếu gần nhất với nguyên tắc phẩm giá con người bất khả xâm phạm là tuyên ngôn nhân quyền mà thánh joan paulo ii đã định nghĩa là một cột mốc quan trọng trong hành trình dài và cam co của nhân loại và là một trong những diễn đạt đỉnh cao của ý thức con người quyền lợi không chỉ mang tính cá nhân mà còn có tính xã hội thuộc về mọi dân tộc và quốc gia thực vậy con người với phẩm giá của mình là một thực thể xã hội được tạo dựng giống hình ảnh của thiên chúa duy nhất và ba ngôi nhận thức mới mẻ này về phẩm giá con người mang lại những áp dụng nghiêm túc về mặt xã hội kinh tế và chính trị nhìn người anh em và mọi tạo vật như món quà được trao ban từ tình yêu thương của thiên chúa cha sẽ khơi dậy nơi ta hành vi của sự quan tâm chăm sóc và biết ngỡ ngàng như vậy người tín hữu chiêm ngắm tha nhân như anh em chứ không như kẻ xa lạ nhìn anh em mình bằng lòng rắc ẩn và cảm thông chứ không phải bằng sự khinh khi và thù hận khi chiêm ngắm thế giới dưới ánh sáng đức tin và với sự giúp sức của ân sủng, con người sẽ tạo tác để làm triển nở sức sáng tạo và lòng nhiệt thành, ngõ hầu có thể hòa giải những bi kịch của lịch sử. Con người nhận thức và phát triển khả năng của mình như là những trách nhiệm xuất phát từ đức tin, như những ân sủng của Thiên Chúa để phục vụ tha nhân và mọi thụ tạo. Trong khi chúng ta đang cố gắng chữa lành bệnh tật do Covid gây ra, đức tin thôi thúc chúng ta dấn thân cách nghiêm túc và tích cực để chống lại sự thờ ơ trước những vi phạm nhân quyền đức tin luôn đòi hỏi chúng ta để mình được chữa lành và ăn năn sám hối từ chủ nghĩa cá nhân của chính chúng ta từ cá nhân hay tập thể xin Chúa phục hồi thị giác cho chúng ta để có thể khám phá ra một thành viên của gia đình nhân loại có ý nghĩa gì và ước mong rằng cái nhìn mới mẻ này được chuyển thành những hành động cụ thể của lòng nhân ái và tôn trọng đối với mỗi nhân vị cũng như sự quan tâm và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý và cuối cùng Ngài ban phép lành cho các tín hữu. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Trên đỉnh và ăn Huy Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Công khó tay bàn Cái gì? Cái gì mà chưa giới thiệu tông huấn gì mà ông đã hối hả đọc luôn Ủa, rồi ông? tôi đã đọc luôn chứ quên chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu kỳ số 8 Và chúng tôi sẽ tám khá nhiều từ số 23 <laughs> đến số 26 Đấy Thủ tục nó phải như thế chứ đầy đủ đâu không? nào cũng phải đúng quy trình khổ Đó Nhưng mà nói thiệt nha xin lỗi nha Tớ nhớ lại kỳ trước ừ. Quá hại hùng Bỏ chạy thoát thân Đúng là nhớ lại đi khiếp luôn Tớ tưởng là chỉ một mình tớ mới biết nhớ thôi chứ ừ. Bữa nay cậu cũng tạo phiên bản nhớ mới à Trời ơi nhớ là tài năng của những người đang yêu ơi? Tớ tưởng là nhớ là tài năng của những người hay quên tuần trước thì tớ nhớ ra ừ. tuần này thì để cậu lại nhớ lại ừ. người ta có cái bài lục Vân tiên Cổng mẹ nhớ ra à, gặp phải con gà cõng mẹ nhớ vô. Ừ. <laughs> thì cậu có trí nhớ hay lầm rồi trí nhớ hay quên thì giờ tớ sẽ chế ra nhiều kiểu nhớ mới ha giờ thôi tớ bắt trend tí thôi chứ thực ra thì nhớ lại thấy cũng sợ thịt của ừ. thật ra thì tớ cũng đồng cảm với cậu á ừ. nhưng mà sợ thế nào kể tớ nghe xem nào. thì cậu có thể dùng cái trí nhớ ra của cậu xem thử tự đề lần trước nói gì thì cậu sẽ hiểu ngay thôi Tựa đề lần trước hả à? cái gì mà một con đường đau khổ và đẫm máu. Thế thấy không? Chưa máu chảy đầu rơi là may lắm rồi đó cậu. Cậu làm như hôn nhân là cuộc tử đạo không bằng. Chứ còn gì nữa cậu nghe Xuân Diệu nói à, yêu là gì? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Một ít thôi à? tớ thấy là nhiều đấy mà bài tuần trước hình như nói đến ổ gà ổ voi gì đó mật đắng rồi mật vàng gì đó trong tình yêu hôn nhân đúng không ừ, nào ừ. là bạo lực này đau khổ là hoang đàng mất mát này đấy tôi tôi nhắc đủ rồi cậu mà liệt kia thêm chắc phải nói sửa lại thêm tâm huấn quá chắc cái này tôi nghĩ là thay vì niềm vui của tình yêu chắc mình phải đổi thành niềm buồn của tình yêu quá ôi ừ, mà tôi thấy cái câu phát biểu của cậu tôi thấy đúng là niềm buồn thiệt luôn á đâu sai đâu tại <laughs> người ta nói niềm vui nỗi buồn ai nói niềm buồn bao giờ <laughs> thì thật ra thì tớ cũng biết cái giới hạn của tớ nên là thế mới cần tới chúa ông ơi dù có nỗi đau dù có đẫm máu dù có ổ gà ổ vịt gì đó thì cũng cần phải biết có ơn chúa đó. được đó. khiêm tốn nghệ tốt á đúng tinh thần giáo huấn á ừ. cũng giống như là hôn nhân cũng phải cần đến ơn chúa thì mới chuyện nở được đấy thấy không chúa hứa với ông thánh phaolô rồi Ơn ta là đủ cho con. Đấy, dù có ổ gà, ổ voi đau khổ ấy, thì cũng đủ hết. Ủa là reo lòng thánh solo cũng tính lấy vợ hay sao mà ông chú lại phải hứa câu này? Không ông ấy cũng có cái dằm trong tim không? Ông có à, yêu á, à, có dằm dằm trong dằm tim, trong rồi. tim. À, ừ, Đấy, nhưng mà bảo là ơn ta là đủ cho con. Đó. Ok, mình qua bài mới xem. Bây giờ thì cậu đã thấy cuộc đời nó bớt cái niềm đau chưa? Để thử coi tại vì tôi thấy cái ngày nào còn đọc giáo huấn vui thì tôi vẫn còn dằm trong tim. <laughs> rồi, qua mục mới đi. Không khó tay bạn làm ra. Số 23 ở đầu Thánh Vịnh 128, người cha xuất hiện như một người lao động, dùng lao động của đôi bàn tay mình mà bảo đảm cho gia đình có được những phúc lợi vật chất và được yên bình. Thánh Vịnh gia viết rằng, công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Ừ. Lao động là một phần thiết yếu làm nên phẩm giá của đời sống con người, điều đó được rút ra từ những trang sách đầu tiên của Thánh Kinh. Khi đọc thấy rằng, con người đã được đặt vào trong vườn ê để cày cấy và canh giữ đất đài sách sáng thế chương 2. Đó là hình ảnh người lao động biến đổi được vật chất và khai thác được những sức mạnh của thiên nhiên trong khi tạo ra tấm bánh do công khó tay bạn làm thánh vị 127 và cũng qua đó con người tự làm cho mình chuyện nữa Hết số 23. Có biết Đức Thánh Cha Francisco ví lao động với gì không nè? Thì ngài ví lao động với công việc thôi. Cái đó mà cần phải ví nữa hả? Chứ sao nữa? Ngài ví lao động với phẩm giá con người. Ừ. Lao động là một phần thiết yếu làm nên phẩm giá của đời sống con người. Vì nhiều người thất nghiệp Ngài nói họ bị tước đi phẩm giá. À. Lao động là vinh quang là ở chỗ này. <laughs> à, lao động là vinh quang là ở chỗ nó phải gắn với phẩm giá. Nên này học triết rồi, lao động là phải gắn với phẩm giá con người, chứ không phải là cứ gắn với tư liệu sản xuất, rồi lực lượng sản xuất, rồi năng suất lao động. Thật ra là ở đây, là Đức Thánh Trạc kêu gọi các chính phủ và các chủ lao động phải tìm cách tạo công an việc làm cho người dân chứ không phải ngược lại ừ. là lợi dụng người ta bòn rút công sức của người ta à, ví dụ như vì đại dịch này không covid covid này nè những người chủ doanh nghiệp hay là xí nghiệp nè họ sa thải công nhân cách dễ dàng mà không cần để ý đến nhu cầu cơm ăn áo mặc của những người bị mất việc đúng không ừ. và những người mất việc trở nên thất nghiệp đấy những người mất việc trở nên thất nghiệp bữa nay tiếng việt của cậu ừ. hay ghê á và đức thánh cha ừ. thì ngài luôn bảo vệ người lao động đó ừ. rồi chúng ta sẽ lập số tiếp để thấy rõ hơn nha số 24 lao động đồng thời vừa giúp cho xã hội phát triển vừa nuôi sống gia đình, giúp gia đình được ổn định và phồn thịnh như thánh vịnh nói. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Sách châm ngôn cũng trình bày công việc của người mẹ trong gia đình, công việc hàng ngày của bà được mô tả trong từng chi tiết, chồng con cũng nức lòng ca tụng Chính tiền đồ Phaolô cũng tỏ ra tự hào vì mình đã không trở thành gánh nặng cho người khác. Bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì ngài đã lao động với đôi bàn tay của mình và như vậy tự bảo đảm được cho cuộc sống của mình thôi. Thánh Phaolô rất xác tín về cái sự cần thiết là phải làm việc đến nỗi sao cũng biết không? Ngài đã đưa ra một quy luật gắt gao cho các cộng đoàn của ngài lúc đó. Ừ. Ai không chịu làm thì đừng có ăn. Đấy. Giống như câu ông bà ta nói có làm thì mới có ăn đó. Đấy, hết số 24. Cậu tóm dùm tớ cái đi. Tóm lại là ai không chịu làm thì đừng có ăn Gây không? Chỉ tóm thì ừ. gây không? À tôi lấy lại câu của Thánh Phao thôi Mà nếu một cách tổng quát dễ nghe hơn thì á, Lao động vừa giúp xã hội phát triển Vừa chăm lo cho gia đình Đấy thế không? Nói vậy có vẻ dễ nghe không? Mà câu vừa rồi đúng với câu Đức Thanh Trà Ví lao động với phẩm giá thật luôn á Vậy nên á, là không có việc làm đúng là tội nghiệp Đọc số tiếp theo thì Đức Thanh Trà sẽ nói tới điều này luôn à Để coi Đức Thanh Trà nói gì về thất nghiệp ha Số 25 Nói như thế, hẳn người ta hiểu được nỗi khổ đau về tình trạng thất nghiệp và việc làm bấp binh, như được phản ảnh trong sách rút và như điều Đức Giêsu đã gợi ra trong dụ ngôn những người không có công an việc làm nên ngồi không nơi các quảng trường trong Thánh Matthew là ừ. chương 20. Hoặc là như là kinh nghiệm Đức Giêsu từng trải qua về những người nghèo túng và đói khát xung quanh người. Ừ. Đó là tình trạng bi đát của xã hội mà nhiều quốc gia đang phải đương đầu và việc thiếu công ăn việc làm cũng gây ra tổn hại nhiều đến sự yên ổn của các gia đình. hết số 25. Về công việc bàn nhiều quá rồi thôi uh, chắc mình qua số mới luôn đi. Bây giờ qua số mới mới bàn về việc làm hay sao? Không uh, mình bàn về cái vấn đề bi đát của xã hội. À hả, đọc thử coi nha số 26. Chúng ta cũng không thể quên sự suy thoái xã hội do tội lỗi đã gây ra khi con người cư xử tàn bạo với thiên nhiên ừ. như là khi tàn phá thiên nhiên nè rồi sử dụng thiên nhiên cách ích kỷ và tàn nhẫn người ta gọi là bóc lột thiên nhiên đó, đó. như là chặt một hệ thống cây xưa luôn đúng rồi đó. bây giờ sài gòn hà nội là tan tác luôn tan tác chi muông và đức thanh Cha nói rằng những hậu quả xuất hiện từ đó vừa là tình trạng sa mạc hóa trái đất vừa là tình trạng mất quân bình về mặt kinh tế và xã hội đó là những tình trạng mà các tiên tri ngày xưa đã lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ khởi đi từ tiên tri elia cho đến những lời của đức giê chống lại sự bất công hết số 26. Mà tôi thấy đọc xong cái này mới thấy lòng buồn thương 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 buồn thương nhớ thương hoài. Bolero buồn, bolero buồn, buồn, buồn. Thôi nói đọc tiếp đi nghe của hát bolero tôi buồn quá. Mà này nhé nghe nè, biến đổi khí hậu, tàn phá môi trường mấy cái từ ngữ đại loại đến môi trường ấy, bắt đầu trở nên quen thuộc nhàm tai luôn rồi đến nỗi mà không biết còn mấy ai quan tâm không được và đức thánh cha phải nhắc lại một cách nghiêm túc đấy thông điệp lao la si đó thấy không ừ. đức thánh cha nói đến bao nhiêu vấn nạn về liên quan đến vấn đề môi trường rồi những lời kêu gọi rồi những đóng góp giải pháp để gìn giữ ngôi nhà chung ngôi nhà chung đó mà mà, mà có biết lao la si nghĩa là gì không nghĩa là gì nghĩa là ly đau ta xa <laughs> nghĩa là mình còn lì mà mình làm môi trường bị đau ấy, thì nó sẽ xa mình ra đó. À, cái này cũng phải đặt chơi chữ nữa ha à. lao la si là hãy ca ngợi thiên chúa không Ồ vậy hả? À lại tiếng Latin, tôi nhớ rồi ông giỏi tiếng Latin Vậy ông giải thích đại luôn đi, để tôi hố, không có qua mắt thở. À, vậy ông còn nhớ câu hỏi đặt ra của Laudato Si là gì không? Là gì? Đó là loại trái đất nào mình để lại cho thế hệ sau À ừ. cái kiểu mà câu hỏi là để lại cho con chó một trái đất màu mỡ hay một trái đất đã tàn tạ rồi đúng không? Suy cái gì nhanh thế? Đại khái cái ý câu này nè Loại trái đất nào mình để lại cho thế hệ sau Nó chỉ có ý nghĩa đơn giản là mình để lại cho thế hệ sau loại trái đất nào rồi thôi nó đúng rồi chứ nói đùa thôi chứ cậu nói đúng rồi đó hay là ít bữa nào mình đọc giáo huấn vui về lao đi ha ừ, có vẻ cũng hấp dẫn đó nhưng mà có vẻ cậu hơi lo xa rồi tại vì mình mới bắt đầu tông huấn niềm vui của tình yêu mà đã gì đó nghĩ tới lao rồi ờ, thấy tôi cậu có đọc buồn 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 rồi thấy tôi tưởng là sắp hết tông huấn niềm vui rồi vậy thôi mình trở lại với hiện tại với giây phút hiện tại là tuần này chúng ta sẽ cầu nguyện cho công ăn việc làm của mỗi người giống ngày mùng ba tết đó nha ngày mùng 3 Tết là đi xuống rồi. Tại biết sao ông thường là có mở lô tô cho nhà thờ đó. Ngày mùng 3 Tết là xin chúa thanh hóa công an việc làm cho mỗi người để có công việc xứng đáng nuôi sống gia đình và phát triển xã hội vâng chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và trong tuần này chúng tôi sẽ nhớ đến từng người để cầu nguyện cho công an việc làm của từng người nhất là cầu nguyện cho những ông bố bà mẹ đang hy sinh chính cuộc đời mình để vun trồng cho thế hệ mai sau và cầu nguyện cho các bạn trẻ mà có biết không đúng ngày hôm nay là các bạn trẻ ở Việt Nam thi tốt nghiệp nè cầu nguyện đặc biệt cho các bạn trẻ ha nhận ra được giá trị của giáo dục nhận ra được giá trị của công việc đúng rồi học tập cũng là lao động á chứ vậy thì xin, xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại, lại. cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio vatican của vatican news tiếng việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến